Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo kênh Út Phương Vlog nha. Hôm nay Phương ghé lại vườn sầu riêng của chị Quế Chi ở địa chỉ 277A đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình nha cô chú anh chị. Khá lâu rồi Phương không có đi quay sầu riêng. Hôm nay ghé quay chia sẻ của chú anh chị một xem nha. Vườn sầu riêng của chị Quế Chi hôm nay lên khá là nhiều sầu riêng nha cô chú anh chị. Đây ở phía trước nè, ở trong nhà nữa nha cô chú anh chị. Chỗ của chị Chi là chuyên cung cấp sỉ sầu riêng luôn. Ai có nhu cầu mua sỉ về bán lại thì liên hệ số điện thoại chị Chi này nha cô chú chị. Đó, sỉ và lẻ luôn. Này Phương thấy chỗ của chị có cái tủ bán bánh rếp sầu riêng rất là nhiều luôn cô chú chị. Có mấy cái hộp gì nữa nè. Me với lại cái gì đó, không thấy khắc quá hả. Đây, rếp. Trong này chị Chi đang cua sầu riêng cho khách nè. Giờ hỏi chị Chi coi hôm nay ở cửa hàng có những cái loại sầu riêng nào, giá cả sao nha cô chú chị. Hello chị Chi. Lâu quá không có gặp cô luôn á. Dạ, lâu quá mới ghé lại chị. Dạo này em đi quay đồ ăn thôi, em ít đi quay sầu riêng. Này ghé là vừa sầu riêng nha cô chú chị. Dạ. Dạo này sầu riêng nó giá cả nó biến động quá. Hôm nay chỗ cửa hàng mình có sầu riêng mấy loại sầu riêng gì với lại giá cả thế nào vậy chị? Vậy hả, thì vẫn bình thường, ri 6. Dạ. Hàng thái với chuồng bò, mà hôm nay thì thái chị hết. Chỉ còn chuồng bò. Chuồng bò. Nhưng mà thái vẫn đều đặn, vẫn có bình thường, vẫn đều đặn. À, hôm nay có chuồng bò đi 6 với sầu thái cũng có luôn. Chuồng bò, đây là chuồng bò đây. Chuồng bò nhiều lắm nha cô chú chị, như đang vô mùa chuồng bò hả chị? Tròn quay như trái banh. Chuồng bò bao nhiêu một ký chị? Chuồng bò hả chị bán hai loại em, một loại 100 với lại là loại 140. Dạ. Vậy đó. Cái này bữa nay chị nhận đơn khách là năm không có đủ hàng, khách đặt tới 300 ký cơm sầu riêng lận, nhưng mà chị chỉ có nhận gần 100 ký thôi. Đang cui là ri 6 hả chị? Ri 6 này. Ri 6 cơm vàng của chú chị. Chị đang cui cho khách vậy rồi đi Úc. Dạ, khách đặt cui mang đi Úc luôn hả? Này sầu riêng bà Chi xuất khẩu luôn nha cô chú chị. Bán muối gì đó, chút xíu nữa là à, cái này mình khô bán muối hả? Bán muối bao nhiêu một ký? Giá nó cũng dao động từ 300 đến 400 mà em, chứ không có lên giá. Ai lên thì lên chứ mình đâu có lên đâu. Bán cơm sầu riêng thì 300 tới 400 ngàn ký nha cô chú chị, thì sầu riêng. Còn chị bán trái thì bao nhiêu một ký chị? Trái thì nó cũng từ 80 ngàn một ký đến 120 ngàn một ký. 120 là siêu vỏ mỏng nha. Siêu vỏ mỏng 80 với 120 sầu ri 6 nha quý anh chị. Còn chuồng bò thì 100 tới 140 ký nha. Còn cơm sầu riêng như vậy hôi sẵn thì 300 tới 400 ngàn một ký nha. Bao thì muối luôn, cơm vàng kia chưa. Thơm phức luôn. Nứt mà không nứt cái muỗng luôn. Này là chị Chi mấy cái trái này là nó ít muối nè em. Dạ. Có hai hộp à. Ba cái mấy đó mà có hai hộp cho nên là chị phải khui này ra chị bán cơm nè. Nếu mà vậy mình mua cơm nó lợi hơn là mua lợi trái hơn ha. Mà nó chất lượng hơn. Tức là nó sẽ chất lượng 100%. Ừ. Như vậy. Thứ nhất là cái vỏ nó dày nè, mình mua là mình đã lỗ rồi đó. Ở đây mình cảm thấy mình khui ra cái trái này gần 3 kg mà khui ra có 2 hộp, có 2 muối thôi. Nếu mà mua trái là lỗ rồi, 2 cái muối này đâu tới 1 ký đâu. Giờ chị khui một cái trái mà chị bán 120 ngàn một ký nè. À. Là rẻ nhất thị trường bây giờ luôn. Đây hàng loại nhất hả? Nhất là nó tròn đều. Tròn đều 5 hộp luôn. 5 hộp. Đây, cái này 120 ký, đi 6 nha cô chú anh chị. Như trái này là mình bán 120 ngàn một ký là hàng nhất đó thì nó còn đều đẹp. Còn thường bán muối thì mình lựa muối mình bán những cái trái sầu riêng mà nó thứ nhất là cái vỏ nó xấu, thứ hai nữa là vỏ nó hơi dày, nó xấu vỏ thôi nhưng mà ở trong nó vẫn ngon ha, chất lượng nhau nhưng mà muối nó nhiều nó ít thôi. Đúng rồi, đây là cái trái sầu riêng mà mình bán 120 ngàn, đủ 5 hộp muối luôn. Không 5 hộp đủ, không 5 muối rồi mà chia bao bù cho. Tại vì hàng loại nhất giá cao nó khác nha cô chú chị. Đủ. Mà nhiều khi ai mua trái mà ít muối quá cũng phải bù nữa. Cũng mắc bù nữa. Không bù cũng không chịu được. Tức là bán hàng chú sao như một cũng được.
6 thì nó dễ cùi. Nó dễ cùi á thì mình sẽ dùng dao mình tách. Mình tách cho nó nhanh. Còn trừ khi cái trái mà nó mới chín tới á. Nó mới chín tới thì buộc mình phải cắt. Mình phải cắt, mình lấy vỏ ra. Còn chưa cả nhà. Đó cái trái đó là cái trái rồi là 120. Cái này cũng 120 nè. Mặc dù là nó được 4 học thôi. Nhưng mà được cái là vỏ nó hơi mỏng. Cơm thì nó đầy. Người ta lên giá chứ ở đây mình cũng đâu có lên đâu chứ. Đường mà. Hôm nay cui là 50kg hả chị? Hôm nay 50kg cơm không nữa. Không có đủ hàng chính cho nên nhận có 50kg. 50kg là cũng khá nhiều nha chị. Đơn đó thì là đơn 300kg đó, nhưng mà hôm nay không đủ thì một tuần chị sẽ cui 2 lần nhiều như thế này. Nay người ta đặt tới 300 lần mà mình không đủ chính ha. Không đủ chính để bán. Nãy giờ hàng cui chất lượng nha. Hàng hôm nay của chị Chi là thấy không có bị trái muối nào nha của chị Chi. Nãy giờ cui là 50 trái à. Phương không có thấy không có thấy bị trái muối nha. Thường thường đi 6 này trái muối lắm nha. Ở đây là những trái sầu riêng mà mình sẽ bán 80.000 một ký. Nè 80.000 nè. Đó là mình sẽ tách ra cho bà con. Bởi vì khách hàng vô mua là chị Chi chỉ tư vấn kỹ lắm. Đó. Cái hàng 80 với 120 nó khác. Để mà mua hàng 80 xong cua ra ủa sao ít xịt muối vậy. Đó 80.000 này nó được chỉ có 3 học thôi. Đó 3 học thôi. Ít muối lắm nha. Mà muối cũng chất lượng thấy không? Muối nó to, nó vàng, chất lượng. Tức là ở đây mình cũng vẫn chú trọng gọi là bán mà cua muối cho khách đem về. Đúng tại rồi. Vì bán trái đem về nhiều khi trong cái trái nó cũng ngon. Không ngon mình đâu có quản được. À. Ở đây mình cua làm lựa muối mà. Muối bán gì đó cho khỏe. Này là chị Chi cua hết 4-5 vỏ rồi xé sầu riêng này luôn á. Cái nào đủ số lượng cắt đặt. Nay còn tuyển cộng tác viên với lại bỏ sĩ không chị? Chị dẫn sĩ còn nha, à. Số lượng của lớn nha, bao nhiêu cũng có nha. Bán sĩ thì giá sẽ ưu đãi hơn đúng không? Đúng rồi, giá nói chung là giá sĩ mà nó khác lẻ nhiều đó. Lấy càng nhiều giá càng rẻ. Đó, thấy không? Chị nào? Mình vẫn tuyển cộng tác viên ở trong thành phố Hồ Chí Minh mọi người. Bán sầu riêng không cần bỏ vốn nha. Đó, chị chuyển cộng tác viên không cần bỏ vốn nha. Vẫn bán sầu riêng được. 100% đó mọi người. Ai có nhu cầu bán sầu riêng hoặc lấy sỉ về bán thì liên hệ chị Chi nha. Hoa hồng cộng tác viên 15% không cần bỏ vốn đâu. Không cần bỏ vốn đâu. Chỉ cần đăng bài bán được hàng là ok. Được hàng liên hệ chị Chi, được hàng giao hàng là ok, 15%. Bỏ sỉ thì từ bao nhiêu ký trở lên chị? 50kg ha. 50kg ha. Sỉ thì từ 50kg nha cả nhà. Giá cực kỳ ưu đãi. Số lượng lớn nữa nào có hàng. Đây sầu riêng mà Chi là có quanh năm. Bây giờ mình không bán này thì mình không bán loại này thì mình bán loại khác. À. Có lúc chị nhận đơn 5 tấn cơm như vậy nè. À. Chị phải cui không, nói chung là cui 4-5 ngày. Trời ơi. Trong cái quá trình 4-5 ngày mà cui được 5 tấn cơm đó, là chị phải em có tính đi nó 3,5 kg vô 1 kg cơm đó. Nó xuất khẩu hay đi đâu đặt dữ rồi chị ha? À, xuất khẩu rồi. Ai lên thì lên, chứ cửa hàng mình không có lên giá nhiều nha, mọi người cũng có lên dao động. Đây thấy chỗ gì chị này bán nhiều đồ lắm nha cô chú chị. Bánh ngàn lớp nè, bánh rép nữa nè. Giá trên bảng luôn nha cả nhà. Đó. Giá này là cố định luôn hả? Thấy không? Đây bánh ngàn lớp nha mọi người. À bánh ngàn lớp hả? Bánh ngàn lớp. Ổ bánh này là 16cm mà nó nặng là 6,5 lạng. Bánh ngàn lớp này là 16cm, 170 nha cô chú chị. 170 mà bán rẻ nhất thị trường, à. Thật sự luôn. Mà quan trọng là chất lượng nha. Mọi người muốn biết là mọi người cứ ăn thử là mọi người sẽ biết. Còn bên đây là hộp gì? Cũng là bánh rép luôn. Bánh rép ha. Cái hộp này chỉ có 90.000 thôi, 6 cái 90.000 à. Bánh rép, bánh ngàn lớp nha cô chú anh chị, mua về bỏ tủ ngăn mát tủ lạnh là ăn là ngon lắm nha. Chứ mình cũng ăn thử này. Cái này mình bảo quản được 15 ngày luôn á. 15 ngày. Bảo quản 15 ngày. Sầu riêng cực kỳ nhiều ha. Cái này là có thể xuất đi nước ngoài nha. À. Tất cả các tỉnh miền Bắc thì mình đi bằng máy bay. Thì là
vẫn gửi được, vẫn ship được. Okay. Ở đây mình nhận ship hết. Ship mọi miền Tổ quốc. Có đi nước ngoài là khách hàng tự đóng rồi. Đi Singapore rồi. Hay cua đang chút người ta tới người ta đóng vô hút tiền phòng mới gửi đi nước ngoài được nha cả nhà. Cua tiếp. Số điện thoại liên hệ chị Phương có để trên màn hình đó nha cô chú anh chị. Chú anh chị nào có mua sầu riêng hay là muốn mua sỉ mua lẻ gì đó, muốn làm cộng tác viên chỗ chị Chi thì liên hệ nha. Trái này nhỏ mà nó ngon quá ha, em thấy nhiều 4 năm học luôn, năm học thì phải. 5 học luôn này cả nhà. Thấy không? Loại này lớn nhất 120 nè. Năm học đều luôn đó nha. Đó. Nó nhỏ thôi, thấy này tầm chắc chưa tới 3 kg đâu. 2,5 kg à. Năm học đều luôn á. Nay khách mua đi 6 không ha chị? Mua Thái ha, đi 6. Như ta chuộng đi 6 hơn ha. Nay cơm vàng ghê, đi 6 cơm vàng ghê. Cái này đi 6 miền Tây cơm nó mới vàng được vậy nha cả nhà. 6 miền Tây ăn thì nó cơm nó vàng ngọt. Mấy cái nào mà nó chín rồi nó cui rất là dễ. Bây giờ là nó chưa chín rồi phải leo dùng dao cắt từng muối ra. Rất là tốn sức. Dạo này còn bán sầu riêng làm bánh không chị? Đó, à, vẫn cung cấp bình thường. Trời ơi, gà đã không cả nhà. Đây, như em nhỏ cái tủ đó. Chất lượng. Dạ. Giới thiệu cái này là để làm bánh à. À, này sầu riêng cấp đông nè. Riêng cấp đông nha. Đây là cái này để đóng đi nước ngoài nè. À. Ai muốn mua sầu riêng cấp đông thì ở đây chị Chi có số lượng lớn luôn nha cả nhà. Số lượng lớn nha, bao nhiêu tấn cũng có nha mọi người. Giá cực kỳ ok luôn á. Còn đây là mình cung cấp quanh năm muối sầu riêng Thái ri để làm bánh nha. Làm bánh rồi nấu chè rồi kinh tố nước mía ui các kiểu. À. Đó. Còn bên đây là bánh ngàn lớp của tôi đây. Ngàn lớp rồi quá trời luôn này. Bánh ngàn lớp của mình nha mọi người. Bánh này bỏ sỉ luôn à? Sỉ chứ. Sỉ luôn á. Sỉ lẽ nói chung là ở đây chú trọng vẫn là sỉ mà. Đó, ngàn lớp. Tức là mọi người có thể bỏ trong cái tủ đông là mình sẽ bảo quản nó được 15 ngày. Đó, khi mà mình bán thì mình đem ra tủ mát. Tủ đông nữa không? Này trong này bánh rép, bánh ngàn lớp. Ở trong này sầu riêng nhiều lắm nha cô chú chị, sầu riêng. Vườn nhà chị Chi trồng á, sầu riêng chị Chi bỏ nhiều lắm. Bao la luôn đó. Đó, mình bán rồi cứ đem ra lần cho nên ai lấy okay. Sỉ cũng sợ. Cái này nãy nói chuyện đi nước nào chị? Cái này là ở bên anh này là đi Úc á. Đi Úc hả? Úc. Nhưng mà đơn mà chị nhận ở bên công ty này hả, Úc Nhật là chị nhận á, mỗi tuần á là lấy của chị hai lần. Hồi đó thì chị cũng ít nhận lắm nhưng mà giờ mình bán lẻ mà. Rồi bán sỉ nữa nhưng mà sỉ thì sỉ trái. Còn quái cua vậy nè, trời ơi trời. Ai mà đặt cua bao nhiêu tấn thì cũng cua hết trơn á, tụi mê vậy. Quay giúp chị mình xem ở đây chuồng bò nè cả nhà. Trời, quay như cái banh luôn. Chuồng bò này là cua ra cực kỳ nhiều muối luôn nha. Ăn cực kỳ béo luôn á. Vỏ mỏng nha, mà tròn ơi là tròn luôn. Phương giờ này thích ăn chuồng bò với sầu Thái. Chuồng bò ngon lắm. Sài Gòn là bây giờ là người ta ăn còn là chuồng bò. Chuồng bò. Sầu riêng như vậy mà sao không ăn. Cái này là đầy đủ tròn năm học luôn với lại mỏng vỏ cực kỳ luôn. Mà muối của nó ăn rất là béo nha. Có cái là nó không có vàng thôi. Cơm nó cơm sữa, cơm nó không có vàng thôi nhưng mà cực kỳ ngon luôn. Chuồng bò này hình như không có quanh năm hơn chị, tới mùa nó mới có luôn. Mùa với lại nó già, già nó đúng rồi, chứ không phải như ri sáo hay sầu Thái gì. Ri sáo với Thái thì nó có hoài, có hoài vậy đó. Này lâu lâu nó mới có thôi, nhiều khi khách
ở trên này người ta chuộng, người ta ăn, người ta kiếm nhiều thì cũng khó luôn á. Chị thiện tiễn thêm một anh trai cơ bắp để vô khui sầu riêng chứ khui nhiều quá chi khui không nổi. Nó đủ sầu riêng chính là cũng nhận luôn trăm mấy ký hả chị đây? Không đủ 300 ký luôn hả? Tại vì cái đơn này nó gọi là đơn bất bình lành. À. Chúng hồi báo trước mình cũng gom đủ rồi ha. Chỉ có cách người ta khui, công ty người ta đóng đi nước ngoài nó mới mua nhiều vậy cả nhà. Chứ mà ở đây mình mua mình ăn mà là mình mua đâu dữ vậy. Ăn mình mua chừng vài ký là dữ lắm. Riêng vỏ dày thì nên mua muối, mua cơm nó lợi hơn nha. Quá trời luôn phải không? Nó bị một chút xíu vậy cũng không bán. Nó bị cháy chút xíu rồi chị gì cũng bỏ ra thôi. Mua cơm mà, bao ăn mà, kiểm từng muối luôn mà. Còn chai cua cho sầu riêng nó to kìa không? Đấy đó chẳng phải gần 4 ký mấy 5 ký à. Đấy đó, 5 ký rưỡi 6 ký rồi. Dữ ha. Mấy cái trái to vậy thì thường thường vỏ nó dày lắm nha. Đúng rồi, càng to vỏ càng dày đó nha. Dày mà đôi lúc ăn không được. Ăn không được nữa chứ, ép nữa chứ. Hôm trước mà chỉ đây khui trái sầu riêng đâu 8 kg vậy, khui không có 1 muối. 9 kg hả? Dạ, trái sầu riêng đó đã được 11 triệu. Đăng lên kỷ lục Việt Nam luôn được á. Trái sầu riêng 9 kg mà khui không có 1 muối luôn, toàn là vỏ không à. Còn cái trái đó đã không, muối to. Trái to, vỏ dày mà cái muối nó cũng to. Mấy cái muối nhỏ này là tặng cho khách ăn không à? Đi bán sang đó. Đó, đây là lý do tại sao mà phải khui bán cơm. Đó, thấy không? Đó, tại vì cái vỏ của nó quá dày luôn. Quá khủng khiếp mọi người ơi. Cho nên nó là mới tư vấn cho khách mua cơm sầu riêng. Nhiều lúc khách không hiểu thì nói tại sao tôi muốn mua muối mà mua trái mà không bán, mà tại sao lại đi bán cho tôi cái muối là sao? Tại vì vỏ dày cô chú ơi. Mua cái trái này mà mua trái mà lỗ luôn á, lỗ quá vậy. Hai muối ba muối vậy. Hai ba muối à? Chừng ký cơm trở lại mà tới 5 ký mấy 6 ký. Này là 6 ký hơn có 3 hộp cơm à. Cần ra vỏ gần 4 cái vỏ. 4 cái vỏ dư 4 ký. Tại vì nó đâu được ký cơm đâu cả nhà. Thành ra mình có những cái clip mà tư vấn khách chọn sầu riêng là không nên chọn trái to quá. Mà có chọn trái to thì phải để cho chủ cửa hàng chọn cho. Đấy. Quá nhiệt tình. Nhiêu đây chị đón cỡ 15-20 kg cho chị chi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 kg. À, 3 kg. Hộp gì khoảng cỡ 1 ký hả? Hả? Hộp gì khoảng cỡ 1 ký hả? Không tới. Không tới hả? Hôm nay được 1 ký nè. À, hồi 1 ký cũng nhiều quá ha. 1 ký nhiều quá nha. Nhiều chứ. 1 ký thật sự mà nó rất là nhiều nha. Nhiều quá. Rồi đây rồi đó. Giá tại sao bên kia bán có 50 ngàn thì thật ra mà nói là hàng 50 ngàn nó không ngon đâu mọi người.
tiếp đi mua vườn, cho nên mình cũng tư vấn với cả nhà là khách hàng 50.000 là không bao giờ ngon nha. Đây chị Chi có bán hàng đó không? Không nha. À, bán từ 80 trở lên thôi nha cả nhà. Loại 50.000 không, đây không có bán. Còn giống như đó, mình nói một cái sự thật nó là như thế này. Ai cũng có một cái kỹ xảo mua bán riêng hết á. Thì ví dụ như ở đây mình sẽ để cái bảng 80.000, còn chỗ khác sẽ để cái bảng 50.000, đó là cái nghệ thuật mua bán không? Dạ. Chứ còn đừng có so marketing. Chiến thuật marketing. Mình đừng có so giá để làm gì. À. Quan trọng là khi mà mình mua á, nó có chất lượng hay không, chất lượng hay không là từ cái người bán. Cái người bán mà mọi người có tâm á, là mọi người sẽ ăn được cái thứ rất là tiết, tiết ơi là tiết. Thơm quá trời, thơm luôn, quá trời luôn, mười mấy ký sầu riêng rồi. Mày lên chào cả nhà coi nè, đó quá trời luôn thấy không? Ô, em hằng quá hả? Con vòng đó nha, con tôm.